Để chế biến món gà ngon và hợp vệ sinh, thường phần diều, cuốn họng và một số bộ phận khác sẽ bị loại bỏ. Thế nhưng một quán cơm bình dân tại Hà Nội đã bị thực khách phản ánh bỏ quên công đoạn này nên đã khiến bữa cơm tối trở thành một cơn ác mộng. Người thanh niên chia sẻ trên mạng xã hội rằng, gọi một suất cơm 35.000 đồng nhưng vừa ăn được 2 miếng thì phát hiện gà không mổ mà bán cho khách mọi người ạ. Cắn vào thấy đá sỏi trong miệng, nhìn lại miếng gà còn nguyên diều của con gà, mình chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bình thường diều gà là thứ bắt buộc bỏ đi nhưng quán lại bán cho khách. Điều bức xúc hơn khi phản ánh về chất lượng đồ ăn, kêu quán không xin lỗi hay kiểm tra lại đồ ăn của mình mà vẫn lờ đi và thu tiền của chàng thanh niên như một nhẽ thường tình. Một số người làm nghề lao động tự do chia sẻ, cũng chính vì chất lượng những quán cơm bình dân kiểu này thường khuất mắt trông coi, cần chỉnh đã mới phải vào ăn, chứ chỉ cần dậy sớm hơn ngày thường 30 phút là đã đủ thời gian để chuẩn bị một bữa cơm mang đi làm. Bữa tối về ăn cơm nhà, chỉ có nấu ăn vừa sạch giá cả hợp lý. Ngay sau khi bài phản ánh này được chia sẻ, nhiều người tỏ ra bức xúc về chất lượng này, lại khó chấp nhận được cách xử lý thiếu trách nhiệm, mắc nhau để ý mà tránh là người tiếp theo mắc phải.